Showbiz Hoa ngữ vừa có một đêm mất ngủ khi hàng chục tin đồn từ trên trời rơi xuống, nhắm thẳng vào loạt ngôi sao cực hot của làng giải trí. Trong đó, tin đồn gây sốc nhất hiện đang khiến netizen hoang mang tột độ chính là việc một blogger chia sẻ thông tin cho hay Triệu Lệ Dĩnh đã ký đơn ly hôn với Phùng Thiệu Phong. Điều đáng nói, blogger này tiết lộ thêm, con trai của hai người thực chất là của Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vĩ Đình. Ngay lập tức, thông tin trên được lan truyền một cách chóng mặt gây chấn động giới showbiz lẫn người hâm mộ. Rất nhiều người đã mắc chữ A mồm chữ O vì không thể tin vào chuyện động trời này. Ngay sau khi tin đồn nổ ra, phía Triệu Lệ Dĩnh đã đưa ra phản hồi căng đét bằng một văn bản thông cáo báo chí. Dù Internet là một môi trường tự do nhưng chúng tôi hy vọng rằng mỗi người sử dụng Internet có thể chịu trách nhiệm với những phát ngôn của bản thân. Thừa nước đục thả câu tung tin đồn thất thiệt lại càng tồi tệ hơn cả. Studio Triệu Lệ Dĩnh tuyệt đối không bao giờ nhân nhượng trước những hành vi xâm hại nghiêm trọng đến gia đình của nữ diễn viên. Động thái này cũng chính thức phủ nhận tin đồn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, không liên quan gì đến Trần Vĩ Đình. Điều này khiến cư dân mạng thở phào nhẹ nhõm vì không phải nhận thêm một tin sốc nào nữa. Chỉ trong vòng một tuần, showbiz liên tục xuất hiện nhiều tin chấn động như việc Trịnh Sảng đã âm thầm kết hôn, có hai con nhờ phương pháp đẻ thuê, lại còn ruồng bỏ con, kiện tụng âm ỉ với chồng cũ Trương Hằng. Mới đây nhất là việc Hoa Thông Vũ xác nhận đã có con một tuổi cùng bạn thân của Triệu Lệ Dĩnh là nữ ca sĩ Trương Bích Thần. Trước đó, vào tháng 11 năm 2020, trang QQ cũng từng đưa tin. Trên mạng xã hội có tin đồn Phùng Thiệu Phong ngoại tình với bạn gái cũ, mỹ nhân người Lâm Duẩn, phản bội Triệu Lệ Dĩnh. Đặc biệt, ngay sau đó, mỹ nhân họ Triệu đã đăng status thừa nhận chuyện ly hôn trên Weibo, tạm biệt ông xã. Được biết, sau khi chia tay với Lâm Duẩn, Phùng Thiệu Phong đã tiến tới với Triệu Lệ Dĩnh và giờ đây nhiều người đặt ra câu hỏi. Phải chăng nam diễn viên tìm về duyên xưa? Trước tin đồn thất thiệt này, Phùng Thiệu Phong đã quyết định đệ đơn lên tòa án Bắc Kinh khởi kiện blogger tung tin sai sự thật. Cuối cùng, tòa án tuyên bố ông xã Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện, nhưng kẻ bịa đặt phải đứng ra xin lỗi công khai Phùng Thiệu Phong. Về phần Triệu Lệ Dĩnh, đến nay cô không đưa ra bất cứ phản hồi nào, nhưng fan hâm mộ của cặp đôi chia sẻ họ tin tưởng vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hai nghệ sĩ. Đặc biệt trong ngày sinh nhật của nhau, cả hai người đều viết lời chúc mừng với lời lẽ ngọt ngào, đập tan tin đồn rạn nứt hôn nhân. Và vào những ngày quan trọng, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều rất chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội, rắc cổ lương cho người hâm mộ.